Chào các bạn yêu thú cưng. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao cho mèo cưng của mình, hãy để tôi giới thiệu với bạn một lựa chọn tuyệt vời mà mình đã thử nghiệm và thấy rất hiệu quả: thịt xương sống từ thương hiệu Notapet. Đây là một sản phẩm đã được nhiều người yêu thú cưng tin dùng và đánh giá cao, và mình hoàn toàn đồng ý với điều đó. Sản phẩm thịt xương sống của Notapet nổi bật với bảng thành phần cực kỳ an toàn và sạch sẽ. Không chỉ là một sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, nó còn được thiết kế để mang đến sự tiện lợi tối đa cho người dùng. Hộp thịt xương sống Notapet có thiết kế rất thông minh với phần bao bì dễ xé, giúp bạn mở hộp một cách nhanh chóng mà không cần sử dụng đến dao kéo. Điều này rất tiện lợi, đặc biệt là khi bạn cần chuẩn bị bữa ăn cho mèo cưng trong thời gian ngắn. Một trong những điều mình yêu thích nhất ở sản phẩm này chính là tỷ lệ thịt cực kỳ cao. Thịt xương sống Notapet chứa đến 98% thịt thật, bao gồm thịt gà, tim gà và máu thỏ, mang đến cho mèo cưng một nguồn protein dồi dào và chất lượng. Khi mở hộp, bạn sẽ thấy ngay một lượng lớn thịt, không có bất kỳ chất phụ gia hay thành phần không cần thiết nào. Điều này không chỉ làm cho mèo cưng của bạn hạnh phúc mà còn đảm bảo rằng mỗi bữa ăn đều cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh. Ngoài việc cung cấp dinh dưỡng vượt trội, thịt xương sống của Notapet còn được xử lý bằng công nghệ tiệt trùng nhiệt độ thấp. Công nghệ này giúp loại bỏ hoàn toàn các ký sinh trùng và vi khuẩn có hại, đảm bảo thực phẩm mà mèo của bạn tiêu thụ là hoàn toàn an toàn. Bạn không cần phải lo lắng về nguy cơ nhiễm ký sinh trùng hay các vấn đề vệ sinh thực phẩm khác khi sử dụng sản phẩm này. Điều này thực sự mang lại sự an tâm cho bạn, đặc biệt là khi bạn muốn chăm sóc sức khỏe của mèo cưng một cách tốt nhất. Việc cho mèo ăn thịt xương sống không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể mà còn mang lại nhiều lợi ích cụ thể. Thịt xương sống giúp mèo tiêu hóa tốt hơn và hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ sự phát triển cơ bắp và duy trì lông mượt mà. Mèo của mình từ khi bắt đầu ăn thịt xương sống của Notapet, mình đã thấy sự thay đổi rõ rệt. Lông của mèo trở nên bóng mượt hơn, không còn tình trạng rụng lông nhiều như trước. Đồng thời, việc tiêu hóa của mèo cũng trở nên tốt hơn, phân ít mùi hôi và có vẻ dễ chịu hơn. Chúng ta đều biết rằng sức khỏe của mèo cưng không chỉ phụ thuộc vào thức ăn mà còn vào cách chúng được chăm sóc hàng ngày. Với thịt xương sống của Notapet, bạn đang cung cấp cho mèo cưng của mình một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, cải thiện sức đề kháng và giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Sản phẩm này không chỉ giúp mèo cưng phát triển khỏe mạnh mà còn giúp chúng duy trì trạng thái tinh thần vui vẻ và năng động. Notapet luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm để đảm bảo mỗi bữa ăn của mèo cưng đều đạt tiêu chuẩn cao nhất. Sản phẩm thịt xương sống của Notapet được sản xuất với quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm. Sản phẩm không chỉ ngon miệng mà còn rất tốt cho sức khỏe của mèo, giúp mèo cưng của bạn phát triển toàn diện và khỏe mạnh. Một điểm cộng nữa là thịt xương sống của Notapet rất dễ bảo quản. Bạn không cần phải để sản phẩm trong tủ lạnh vì nó có thể được lưu trữ ở nhiệt độ phòng. Khi cần sử dụng, bạn chỉ cần mở hộp và cho mèo cưng ăn ngay lập tức. Điều này không chỉ tiện lợi mà còn giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc chuẩn bị bữa ăn cho mèo. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm thịt xương sống an toàn, dinh dưỡng và tiện lợi cho mèo cưng, thì thịt xương sống của Notapet chính là lựa chọn tuyệt vời. Hãy thử ngay và cảm nhận sự khác biệt mà sản phẩm này mang lại. Bạn sẽ thấy mèo cưng của mình trở nên hạnh phúc và khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Đừng chần chừ nữa, hãy mang đến cho mèo cưng những bữa ăn tuyệt vời và đầy dinh dưỡng từ Notapet. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, đừng quên chia sẻ với những người yêu mèo khác nhé.